công nhận anh Bạc cũng thương vợ ghê á. Đó cái gì cũng đợi bây giờ toàn là Nhung không. Bà lặng gái thì phải đi lấy chồng, rồi mai mốt bà cũng đi ra khỏi cái nhà này, rồi bà Nhung mới lên làm chủ. Bà Nhung làm chủ chứ sao? Bà Nhung có phải là kẻ thù của Hai không? Từ bây giờ trở đi sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Vậy bà Nhung cũng chung là kẻ thù của em. Chị sẽ xúi chồng nó bỏ nó. Đón xem tập 10 sitcom Ngũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 10 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.